Rồi, xin chào mấy anh em ha. Thì bữa nay em giới thiệu cho anh em một ít mẫu sản phẩm anh em cho anh em tham khảo nha anh em. Thì anh em cần mẫu nào thì alo em ha. Thì đầu tiên là em giới thiệu cho anh em là cái hàng hàng giò bẫy cua gáy, mà cái dòng này là bằng cước anh em, cước Thái ha. Cước Thái nha anh em, cái dòng này không gài bán nhiều lắm. Thì dây của nó nè. Dây này là dây siêu bền nha anh em, dây siêu bền nhộm màu cổ khô luôn ha. Thì ngụy trang luôn nha anh em. Cái dòng cước này là cước tàng hình luôn ha. Cước này nó có cọng dây của nó là nó màu xanh xanh vàng vàng anh em. Thì nó đủ ba màu trong này, xanh vàng rồi hơi nâu nâu á anh em. Thì cái cước này không gài anh em xài nhiều lắm nha anh em. Cái cước này là cước Thái ha. Khi mà anh em mình cặm ra ngoài nắng hay gì á thì anh em yên tâm nghe, nó không có quéo lại, nó không có quéo lại, nó co lại nghe nè. Thì cước này bán nhiều lắm, anh em xài nhiều, mẫu này nhiều lắm. Thì hàng giò bẫy cua gáy á, thì bên em bán hai loại, bán hai loại nha anh em, là cái thằng cấp lụa xe 7 ha, cấp lụa xe 7 và thằng cước Thái này nè. Thì cái dòng cước Thái này á, là cái chân cắm của nó là bằng thép nha anh em. Chân cắm nó sẽ cao hơn ha, cao lắm nha anh em. Cái chân cắm này á, thì mình cặm đất mềm đất cát anh em thì nó chắc chắn lắm. Còn nhưng mà khi mình đánh ngụy trang rồi thì ok lắm nha anh em. Thì này là bằng thép ha, rất nhọn nha anh em. Bộ dưới đây là 10 chân. Phía trên này có vấn đồng nè anh em, vấn đồng vô cọng cước nè, tăng thêm cái độ chắc chắn ha. Tăng thêm cái độ chắc chắn nha anh em. Thì trên này là phen của nó cũng là phen đúc liền luôn nha anh em, phen đúc liền luôn ha. Cái này phen đúc liền luôn ha anh em. Thì một bộ hiện tại thì 10 chân em đang bán, 10 chân em đang bán giá là 140 nha anh em, 140 ha. Anh em cần mẫu này thì alo em nha anh em. Bán giá 140 ha. Mẫu này đẹp lắm. Mẫu này sau này làm vô trong cái ống này gọn lắm. Gọn lắm nha anh em, nhìn sở đồ ra nó cũng dễ nữa. Đang bán giá 140 nha anh em, cần mẫu này thì alo em ha. Anh này hổm gài bán nhiều lắm. Này anh em mua nhiều lắm nha anh em. Và tiếp tục là giới thiệu cho anh em cái túi đeo ngoài trước nha anh em. Ha, túi túi này mình đựng mấy cái giò bẫy trong này, hoặc là mình điện thoại tiền đồ ok lắm nha nè. Anh em cần mẫu túi này thì alo em ha. Hoặc là mình đựng mình, nhưng mà một số, nhưng mà mình có thể mình đựng đồ riêng cá nhân mình anh em. Mấy anh em mà thường em thấy là như đã có bán gì á, người ta cũng thường có cái túi bự gì trước, cái túi trước nè, đeo một trước nè. Cái túi này dây nó chắc lắm nha nè, dây đeo ha, này nó có thâu lên thâu xuống nha nè. Thì anh em cần mẫu túi này thì alo em ha. Và tiếp tục là giới thiệu cho anh em là cái thằng chỉ này chỉ đan lụp anh em. Thì cái này để như anh em mình ở nhà mình có thời gian á thì mình ngồi mình đan. Còn bên em là có bán lưới đan sẵn luôn nha nè. Lưới đan sẵn thì về mình lợp lên rồi mình điền lại. Còn cái này thì mình đan nha nè, mình đan riêng ha. Thì nó cũng có ba màu. Thì một cuộn dây đây là em đang bán giá là 60 nha nè, là chỉ Thái nha. Bên em có bán hàng lưới đang sẵn mà hàng loại dây siêu bền nữa nè. Dây siêu bền nhưng mà cổ khô thì mấy cái mẫu đó thì anh em mua nhiều lắm. Thì anh em cần mẫu nào thì alo em ha. Này bán đã, cái này bán nhiều lắm nha nè. Và tiếp tục lên giới thiệu cho anh em là cái bẫy thòng nha nè. Thì cái bẫy thòng này cái khuôn của nó là một bộ dây đây là 10 khuôn nha nè, 10 khuôn ha. 10 khuôn nè. Cái này đóng gói kỹ lắm nha nè, đóng gói kỹ lắm. Ở chỗ mà mấy cái dòng này á thì đều có vấn đồng ở trên, vấn đồng chắc chắn nha anh em. Cái này là một khuôn thép AC ha. Cái này chiều dài của nó là 40 nha anh em. Bề dài ngang nè, bề cầm xuống là 30 ha. Thì cái này mình bắt được tất cả các loại nha anh em, chim ha. Con chim nào mà nó chui ngang cái lỗ vừa cái dòng đó là lấy, mình có thể bắt được như những con nhỏ nhỏ trồng đèn nào là mình bắt cũng được luôn nha anh em. Thì cái này em không có chuẩn bị đóng cho khách nè, em không mấy anh em cảm ha. Thì đây là cước Nhật nha anh em, cái này cước C4 ha. C4 nha anh em. Em có tặng kèm vô cho anh em ở trong này là 5 cái dòng nữa, để khi mà anh em xài một thời gian nó có chỗ nào nó có bị tưa mình thay nè. Cái tay thưa ta này thì dây cực kỳ là chắc nha, phen là phen liền luôn nha anh em. Phen liền luôn ha. Phen liền luôn nha anh em. Đã mới rồi. Thì cái này hiện tại thì em đang bán giá là 330 bao. Bao phí nha anh em, 330 bao phí ha. Anh em cần mẫu này thì alo em nha anh em. Thì cái này em có bán chỉ bán lẻ đầy đủ chưa. Thì anh em cần mẫu nào thì alo em. Thì một lần nữa em cảm ơn mấy anh em lâu nay ủng hộ em. Thì bên em thì nhiều dòng mặt hàng lắm nha anh em, mấy trăm mặt hàng lắm. Thì anh em có thể qua bên Shopee, Lazada, TikTok, thì anh em có thể qua đó mình lựa chọn những cái mẫu mình lấy nha anh em. Anh em gõ bên kênh trang của em là kênh Mẩy Thép á, thì bên đó em đăng nhiều mẫu lắm. Còn mà khi mà lên clip này thì em giới thiệu sơ lược một ít mẫu thôi, khoảng 4-5 phút.
thì em cũng lên đều đều clip nha anh em. Thì anh em lên đều, anh em cần có thương em thì ủng hộ, hoặc là anh em bấm đăng ký kênh, bấm dầu chua khi em lên những cái mẫu mới á, thì anh em mình nhau chia sẻ nha anh em. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em lần sau nha anh em.